Rồi em xin chào quý vị anh chạy nha. Đó, quý vị anh chị thấy không? Cái đài ngày 5/4/2023, Khánh Hòa, Tôm Nam. Anh chị thấy không? Đây Tôm Nam. Nói chị này chị mua là tôm 15 5 tờ. Đó, chung tiền cho chị thôi sao? Chung tiền cho chị đi Tôm Nam đây, Khánh Hòa đây. Hả? Khánh Hòa 5/4 còn số nào trúng nó đậu nữa không? Đưa quay luôn. Nó 5 tờ chung tiền cho chị. Tôm 15 ngày hôm qua. Đúng luôn hả? À, này chung chỉ 5 tờ đấy. Chung luôn đó. 500 đó, 500 ngàn đó. 500 ngàn 5 tờ đó, mà ta đi tư đồng hoàng xanh lè xanh lét. Rồi. Đó ngon ngon lành. Chứ sâu. Hôm qua tôm lam đào. Đó tôm lam đào này trúng này, tôm lam ngày hôm qua Khánh Hòa này. Đó. Ngon lành. Ngon lành canh đồ 5 tờ. Ngon lành canh đồ. Không phải, vô ngay đào giữ đây rồi đem ra đại lý trả giá thôi, ngon lành. Dạ, tôi mua trống ở sao đặc biệt đấy, không có tiền à. Đỡ đại luôn à, sao hơi muốn làm muốn trị ạ à? À, bình thường ông lấy là toàn là nam tờ, mà bữa lấy hơi tờ là trúng à, sao hơi muốn làm đó dễ 6-1 triệu đấy, 400 ngàn hơi tờ 800. Không, nếu sao đó tôi thấu đây đâu có tiền này ra đây này thấu nè, chơi số ngang mà nếu mà trúng ngang là do mình thôi, mình trúng ngang mà mình lo lòm ăn ngang rảnh hòm lấy cái lại đó mình lòm từ thiện, hoặc là mình lấy cái lại đó mình lòm thêm ra chứ còn gì đâu. À, trúng giá tốt mà trúng nhiều lắm chứ còn nhiều người kêu trúng giá số nghèo à, nhiều người trúng với số ngàn à, như chị đây này, chị đây có chục tỷ mà chị cũng lo lò miếng thôi, còn nhiều người trúng hơi tỷ mà ăn chơi miếng. Trúng cái hơi tỷ mà ăn chơi cà bỏ miếng thấy thôi, người ta giờ chục tỷ mà vẫn lo lò bình thường à. Chứ sao mình ăn mình trúng số ngàn mình lâu lòm ăn chịu ha, mình cũng lòm bình thường mà lòm ít lại thôi con gì đâu đó, mà lòm nhẹ nhòn lại thôi, mà lòm nhẹ lại mười thì bây giờ mình lòm hơn năm cũng được nha. Đại đại này rồi nếu mà đại sau con mình nó cũng không cào bọt ngang thì nó lâu lòm ăn nó cũng sướng tiếp, nó khổ nó giàu tiếp. Rồi cái đại sau cháu nữa mà nếu không cào bọt ngang nó lâu lòm ăn nó cũng giàu tiếp thôi, tại nó có cái gốc cái rễ cứng cốt rồi nó lây miết thôi, thấy không? Đó. Rồi em xin kính chào quý vị anh chị cô bác luôn nha. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem cái video là em chung giấy số. Cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị.